Nói rộng cho đến tưởng chấp về, người thấy do tưởng chấp này có sở đắc, cho nên luân hồi trong sanh tử chịu các khổ. Vì đoạn tưởng chấp của các hữu tình nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì các hữu tình mà nói pháp thâm diệu để đoạn trừ tưởng chấp mà lìa khổ sanh tử. Bây giờ tuy các đại bồ tát học ba môn giải thoát nhưng không nương vào đây mà chứng thật tế. Vì không chứng thật tế nên không rơi vào quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề. Nhờ suy nghĩ như vậy, đại bồ tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thành tựu căn lành, không chứng đắc thật tế. Mặc dù chưa chứng thật tế nhưng không thối lui làm mất bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng không thối lui làm mất bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng không thối lui làm mất pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng không thối lui làm mất tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng không thối lui làm mất pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng không thối lui làm mất chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng không thối lui làm mất thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng không thối lui làm mất bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng không thối lui làm mất các bậc bồ tát, cũng không thối lui làm mất pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, cũng không thối lui làm mất năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng không thối lui làm mất 10 lực như lai cho đến 18 pháp phật bất cộng, cũng không thối lui làm mất đại từ đại bi đại hỷ đại xả, cũng không thối lui làm mất pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng không thối lui làm mất trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, còn không thối lui làm mất vô lượng vô biên các phật pháp khác. Thiện hiện nên biết, bây giờ đại bồ tát ấy thành tựu tất cả pháp phần bồ đề cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đối với các công đức ấy không bao giờ suy giảm. Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo mà nhiếp giữ trong từng sát na, bạch pháp tăng trưởng các căn nhanh nhẹn tất cả thanh văn và độc giác không thể bì kịp. Lại nữa, này thiện hiện đại Bồ Tát luôn suy nghĩ, các loài hữu tình ngày đêm tâm thường hành bố điên đảo, là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thấy điên đảo về thường, tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thấy điên đảo về lạc, tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thấy điên đảo về ngã, tưởng điên đảo, tâm điên đảo, viễn